Cẩm Tâm Tự Ngọc của Đàm Tùng Vận và Trung Hán Lương có gì mà hot đến vậy? Cẩm Tâm Tự Ngọc với câu chuyện vợ lớn vợ bé tranh sủng không ngừng nghỉ là bộ phim đang được công chúng hết sức tò mò. Tuy Trung Quốc đã có động thái cấm cửa các phim thuộc thể loại tranh đấu hậu cung, thế nhưng thể loại gia đấu thì không. Bằng chứng là màn ra mắt của Cẩm Tâm Tự Ngọc đã khiến người xem thực sự thỏa lòng hóng drama với câu chuyện nam thê bảy thiếp tranh sủng gay gắt. Hiện tại, dù mới chiếu được 12 tập, nhưng bộ phim đã nhanh chóng trở thành một trong những đề tài phim ảnh được công chúng bàn tán sôi nổi. Bộ phim xoay quanh nội dung gia đấu trong những gia đình quan lại ngày xưa ở Trung Quốc. Phim là sự kết hợp giữa nam nữ chính gồm Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận. Cặp đôi hơn kém nhau đúng 16 tuổi. Tuy diễn xuất bên cạnh đàn em kém nhiều tuổi, nhưng với vẻ ngoài hách tuổi, Trung Hán Lương vẫn không khiến công chúng cảm thấy khiên cưỡng. Drama gia đấu hấp dẫn. Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Thứ Nữ Công Lược, bộ phim xoay quanh cuộc đời của nàng thứ nữ La Tộc là Thập Nhất Nương, Đàm Tùng Vận. Thập Nhất Nương và mẹ ruột vốn là thiếp của La Gia không được sủng ái, từ nhỏ đã bị đẩy sống bên ngoài La Phủ, cuộc sống vô vàn khó khăn. 3 năm sau, nàng và mẹ được đón về La Gia để thực hiện một cuộc kết hôn giao dịch với Từ Phủ, tướng quân Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi, Trung Hán Lương, vốn là phu quân của đại tỷ nàng. Tuy nhiên đại tỷ Nguyên Núng sớm mang bệnh hiểm nghèo. Vì tính toán không muốn truân ca, con trai của nàng chịu thiệt thòi, uất ức, lại vô muốn phục chức cho cha mà gắn mối hôn sự cho Từ Lệnh Nghi với muội muội là Thập Nhất Nương. Sau khi bước chân vào Từ Phủ, trở thành một chủ mẫu, Thập Nhất Nương nhờ vào sự thông minh, cẩn trọng và khôn khéo đã chinh phục được trái tim của Từ Lệnh Nghi, đồng thời còn vượt qua mọi mưu sầu kế hiểm từ hậu viện nhằm nhắm vào nàng. Một trong những chất liệu khiến Cẩm Tâm Tự Ngọc càng xem càng cuốn chính là những màn gia đấu. Ngay từ khi thay vì người chị quá cố trở thành vợ kế của Từ Lệnh Nghi, La Thập Nhất đã trở thành mục tiêu của các nàng thiếp khác. Cô liên tục rơi vào bẫy của họ, nhất là Kiều Liên Phong, Hà Hoàng Sang, phản diện chính luôn ăn thua đủ với La Thập Nhất. Nghe qua thì có vẻ căng thẳng không khác gì phim cung đấu, thế nhưng so với Hậu Cung Chân Hoàng Truyện hay Duyên Hy Công Lược, Cẩm Tâm Tự Ngọc chưa hề đủ đồ ở phương diện này. Thực ra đây cũng là điều dễ hiểu, vì suy cho cùng, nữ nhân binh phàm không phải chịu quá nhiều gánh nặng như phi tần trong Tự Cấm Thành. Thông qua La Thập Nhất, người xem dễ dàng thấy được một bức tranh cuộc sống rất khác, dù sau đó, những đợt sóng tranh đấu lại ập đến. La Thập Nhất được tự do rong ruổi khắp các phiên chợ, có niềm đam mê thiêu thua, có sư phụ để theo học, muốn gì thì làm đó. Các gia đình quý tộc có cuộc sống no đủ hơn người nhưng không nguy nga như chốn thâm cung, vì thế mức độ cắn xé cũng không ngang tàng bằng. Thế nhưng đừng vì vậy mà xem thường cách xây dựng tình tiết drama của Cẩm Tâm Tự Ngọc. Cho đến hiện tại, phim vẫn tạo ra tình huống đủ ổn định, có quy luật nhân quả rõ ràng. Nữ chính La Thập Nhất có mục tiêu để theo đuổi, đó là điều tra cái chết của mẹ, chứ không vì hư vinh mà lấy chồng giàu sang. Ngược lại, phản diện Kiều Liên Phong cũng có động cơ để hành động, nhất là bị cướp suất làm vợ kế vì bị giăng bẫy từ trước. Mỗi người có một lý lẽ riêng, không xoay quanh gia đình thì đâm chồi từ tình cảm vị kỷ. Song chính sự xung đột của những tầng lớp lý lẽ ấy đã đẩy họ vào cuộc chiến. Sau cùng thì chắc chắn chỉ có một người chiến thắng. Đó chính là drama, là chính kịch theo dạng vừa đủ nhưng không chán của Cẩm Tâm Tự Ngọc. Phản ứng hóa học tự nhiên và ngọt ngào. Nhiều người nhận xét rằng Trung Hán Lương, Đàm Tùng Vận hách tuổi quá đà. Trung Hán Lương sinh năm 1974, năm nay đã chạm ngưỡng 47 tuổi. Còn Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, sắp ăn mừng sinh nhật 31 tuổi đến nơi rồi. Vậy mà nhan sắc vẫn còn trẻ trung, tươi tắn, chẳng thua gì lớp đàn em nhỏ tuổi hơn. Trên mạng xã hội, khán giả còn nói vui rằng Cẩm Tâm Tự Ngọc thực sự là màn kết hợp của cặp đôi đánh bật thời gian. Mặc dù chênh lệch về tuổi tác, nhưng nhờ ngoại hình trẻ đều, cộng thêm diễn xuất tốt của cả Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận khiến người xem vô cùng thích thú. Ở những tập đầu, phần đoạn tình cảm giữa Từ Lệnh Nghi và La Thập Nhất Nương chưa nhiều, nhưng vẫn đủ để một phim tình ý nhận ra tình cảm của cả hai nhân vật. Bộ phim vẫn còn chặng đường dài để nhân vật Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương phát triển tuyến tình cảm. Nhưng dẫu sao với tình hình khá quan hiện tại, khán giả vẫn đặt niềm tin vào cái kết ngọt ngào của cả hai nhân vật chính. Dàn diễn viên cực đỉnh. Bộ phim dài tập chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của Chi Chi, sở hữu dàn diễn viên không phải những cái tên thường xuyên có mặt trên bản đồ lưu lượng. Thế nhưng, nhắc đến Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận, thì một phim Hoa ngữ luôn luôn có thể yên tâm với khía cạnh diễn xuất. Thế nhưng với Trung Hán Lương thì dễ, còn riêng Đàm Tùng Vận đang đối mặt với nhiều thử thách rất lớn cạnh nhiều mỹ nhân khác. Bên cạnh La Thập Nhất còn có một vườn hoa mỹ nữ khác, làm đậm thêm sức sống tại Từ Gia. Đáng nói nhất là Hà Hoàng Sang trong vai Kiều Liên Phong ra sanh tâm cơ vì không trèo lên được vị trí chính thức mà không từ thủ đoạn hãm hại nữ chính. Thế nhưng nhờ kinh nghiệm từ đại chế tác của Như Ý Truyện, Hà Hoàng Sang đã thực sự gây ấn tượng mạnh khi hoàn toàn hắc hóa, nắm trong tay quyền lực lớn trong Từ Gia dù chỉ là một nàng thiếp. Trong các tập đầu của Cẩm Tâm Tự Ngọc, Đào Tùng Phận có nhiều đất diễn nhưng vẫn đang bận tâm với hành trình riêng. Cô có nhiều phần đối diễn ra trò với trà xanh Kiều Liên Phong, cũng như làm tốt ở những cảnh khóc hay đau khổ.
Vì thế, dù đối đầu với nhiều bạn diễn có kinh nghiệm, nhưng chắc chắn trong tương lai, nhân vật thập nhất sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Ngược lại, Tư Lệnh Nghi của Chung Hán Lương lại đang có khá ít đất diễn đậm. Nhưng nhìn chung, ông Hoàng Ngôn Tình vẫn đang thể hiện tốt vai vế của một người chồng mẫu mực, một vị quan công tâm và nhất là khoe visual vô cùng hút mắt. Đầu tư chỉnh chu từ nội dung đến hình ảnh. Nếu bạn yêu thích dòng phim cổ trang nhưng lại ngại về khâu trang phục không đúng chuẩn thì Cẩm Tâm Tự Ngọc là sự lựa chọn lý tưởng. Mặc dù chỉ là web drama nhưng trang phục khá sát với sử. Màu sắc và bối cảnh trong phim cũng được đầu tư chỉnh chu, mang đậm màu sắc cổ phong ấm cúng, chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng.